Chiều nay tại Đà Nẵng, Viện Khoa học Xã hội vùng Trung Bộ tổ chức hội thảo khoa học phát triển du lịch ở Quảng Nam và Đà Nẵng hậu COVID-19, thực trạng và giải pháp. Hội thảo nhận được sự quan tâm của các nhà khoa học, giảng viên, chuyên gia, các nhà quản lý của các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, hiệp hội, các ban ngành và địa phương với hơn 30 bài nghiên cứu, tham luận chất lượng. Các bài viết gửi đến hội thảo có nội dung phong phú từ việc phân tích các tác động rủi ro của dịch bệnh COVID-19 đến phát triển du lịch, phân tích các mô hình du lịch phù hợp để phát triển du lịch trong bối cảnh hậu COVID, giải pháp khắc phục trong hoạt động du lịch tại tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng. Hội thảo lần này là rất mong muốn là các cái giới làm du lịch, kể cả giới nghiên cứu khoa học, gặp gỡ để có thể trao đổi và tìm ra những cái giải pháp mà để phát triển du lịch trong cái giai đoạn hiện tại và chuẩn bị tốt cho cái giai đoạn tương lai của cái du lịch trên địa bàn Quảng Nam và Đà Nẵng. Có thể có rất là nhiều cái khía cạnh cần phải làm, nhưng mà tôi nghĩ rằng này, doanh nghiệp trong cái giai đoạn này khoảng trứng này thì phải chú ý xem này mình yếu những cái gì, kém cái gì để củng cố lực lượng của mình để chuẩn bị cho một cái phát triển khi mà du lịch cái đại dịch nó đẩy lui. Tại hội thảo, ba nhóm giải pháp được đề xuất để phục hồi du lịch Đà Nẵng hậu làn sóng thứ hai của dịch COVID-19 gồm nhóm giải pháp hỗ trợ người lao động du lịch, nhóm giải pháp về giảm chi phí, giảm thuế, giãn nợ, nhóm giải pháp về phục hồi thị trường được nhiều đại biểu quan tâm thảo luận. Trong đó, nhóm giải pháp phục hồi về thị trường được xem là giải pháp cốt lõi giúp doanh nghiệp kinh doanh du lịch duy trì và tiếp tục hoạt động trong thời gian tới. Theo đó, cần tập trung phát triển thị trường nội địa thông qua việc tăng cường truyền thông Đà Nẵng điểm đến an toàn và kịp thời tung ra các gói kích cầu phù hợp với khách hàng, nhấn mạnh hai tiêu chí an toàn và trải nghiệm dịch vụ mới. Chúng ta phải có các sản phẩm rất mới, vừa là kích cầu sâu nhưng mà vừa là phải mới, để vừa là kéo khách quay lại, vừa kéo du khách mới, tăng được cái trải nghiệm du khách, tăng được cái lợi ích, tăng được các cái chất lượng, số lượng sản phẩm khi mà khách sử dụng dịch vụ ở Đà Nẵng. Thứ hai là chúng ta phải gia tăng các hoạt động xúc tiến, quảng bá thẳng vào các thị trường mà chúng ta xác định là lớn, là mới, là tiềm năng. Ngoài ra, tại hội thảo, các đại biểu cũng đã lắng nghe các tham luận, thực trạng, định hướng và giải pháp phát triển du lịch tại Quảng Nam sau COVID-19, vai trò của hệ thống chính trị cơ sở trong kiểm tra giám sát thực hiện chính sách phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và đưa ra các ý kiến để thúc đẩy sự phục hồi ngành công nghiệp không khói tỉnh Quảng Nam.